xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình ẩm thực hình chữ S. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một món ăn mà Khánh Ly tin chắc rằng chỉ cần nghe đến tên thôi, quý vị sẽ cảm thấy rất là thích thú. Đó là món ăn gì? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Vì là chị muốn tự mình làm một cái món ăn cho ông xã, mà chị không hiểu sao anh ăn rất là nhiều món mà anh lại thích nhất cái món bò bistec theo kiểu Pháp này. Nếu như mà chị tìm ở trên mạng nhiều công thức vậy, chị đã thử làm chưa? Chị làm rồi. Chị không có giống hả? Không, ông xã chị thì ổng hay đi công tác nước ngoài đó, thành thử ra là ổng hay ghé ăn ở ngoài luôn. Mà ghé thì ăn những cái món nhà hàng người ta nấu đúng kiểu Pháp. Vậy là ông xã chị cũng gọi là thưởng thức ẩm thực thuộc dạng là sành ăn. Đúng rồi. Mà mấy người sành ăn thì thường thường là phải ăn đúng cái vị đó mới thích, để có ai phù hợp ta. À, rồi. Em có một người bạn đầu bếp có thể hướng dẫn chị làm món bò bít tết theo đúng kiểu Tây luôn. Wow. Bây giờ chị em mình bắt đầu ha. Chị Pha Lê ơi, đây là Dần. Và ngày hôm nay thì như đã hứa, Dần sẽ hướng dẫn cho chị làm món bít tết đúng kiểu Tây. Thì em rất vui được hôm nay ở đây và hướng dẫn lại chị cái món này. Hồi hộp quá. Chị thấy chuẩn bị kỹ lưỡng không? Rất là nhiều nguyên liệu đúng không? Quan trọng thứ nhất là về phía phần bò, mình phải chọn cái bò là loại cổ bò, nó là phải bò Úc hoặc là bò Mỹ. Ở đây thì Dừng là chọn cái bò Úc. Tại vì cái thớt thịt của nó sẽ mềm. Khi áp chảo lên thì nó sẽ thơm mùi bơ. Và những cái sơ gân này nó không có dai, nó sẽ giòn giòn trong miệng. Thường thì mình lựa cái loại bò mà chỗ nào của con bò cho nó ngon em? Cái phần ngon nhất là cái phần thân bò. Nhưng giá của nó rất cao. Còn phần nếu mình làm test này á thì mình nên chọn cái phần cổ bò là vừa rồi. Cổ bò. Và cái quan trọng thứ hai trong cái món này là cái phần bơ. Bơ này chúng ta sẽ tí nữa áp chảo với cái phần bò. Thì nó sẽ giúp cái phần bò có độ ẩm và độ béo. Đó. Và cái phần rượu, nếu mà mình xài cái rượu xịn thì nó càng ngon. Và về cái phần phụ liệu của nó, bắt buộc nó phải có một cái dòng lá này. Lá này tên chứ của nó là thyme. Lá thyme. Rồi. Nhưng mà tên tiếng Việt mình gọi là cỏ xà hương. Nó sẽ giúp cái mùi bò nó thơm hơn khi mình áp chảo chung với nó. Cái phần ăn kèm thì mình có hai phần, đó là một phần khoai tây chiên và một phần khoai tây em đã luộc sẵn để tí nữa mình làm khoai tây nghiền. Cái cải bó xôi này á, là cái phần rau mình sẽ cho ăn kèm để có phần rau trong cái món ăn của mình. Ba chị em mình cùng bắt tay vào cái làm cái món này. Ly nghiền khoai. Nghiền khoai. Có nhiệm vụ gì cho chị không? Dạ có, tất nhiên có. Chị giúp em chiên cái khoai tây này đi. Rồi. Đầu bếp tụi em làm hay làm á là tụi em sẽ luộc sơ nó qua tầm 5 phút với nước sôi. Không được luộc nó chín. Chín khi mình vớt ra nó sẽ bị gãy. Sau đó mình mới bật chảo dầu nóng chiên sơ qua một lần. Chiên thêm 5 phút nữa thôi. Là khi nó sẽ có một cái lớp áo như này và khi vớt ra nó sẽ mềm. Trước khi phục vụ á thì chiên lại một lần nữa là để giòn rất là lâu. Trong lúc khoai tây chiên dắp xong á thì chúng ta sẽ chuyển sang cái ướp bò luôn cho kịp thời gian để mình áp chảo. Chúng ta cần một củ tỏi và mình sẽ cắt hai đá này để tí nữa bỏ vào và cùng ướp với cái này. Khi mình sử dụng lá thơm này để ướp phần bò á, thì chúng ta sử dụng cả phần lá và phần thân. Lá thì mình nên tuốt rời cái phần ra của phần thân ra. Thì khi đó cái phần lá nó mới tăng thêm cái độ hương thơm. Thay vì mình phải giã đúng không? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một lớp tiêu xuống dưới cái phần rau thơm này. Rồi điều mặt ra nha. Cái ướp bò này chúng ta chỉ có muối và tiêu thôi. Thông thường thì mọi người sẽ thấy là mình ướp bò bằng cách là mình sẽ rắc muối lên trên mặt. Nhưng mà ở đây Khánh Ly thấy là Dần có một cái cách ướp khác là sẽ rải đều tiêu với lại muối với lại lá thyme ở dưới thớt. Còn không biết là cái khâu tiếp theo sẽ làm gì đây. Chắc là để miếng bò lên. Đúng rồi, mình sẽ để miếng bò lên này. Cách này hơi lạ với thông thường chị em mình hay làm Ly ha. Rồi chúng ta sẽ trở cái mặt này qua. Nó khác gì so với lại cái cách ướp thông thường hay vậy? Thì chúng ta sẽ được một cái màng gia vị điều. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần bơ lạc này vào trong chảo để cho nó tan ra để áp chảo cái bò. Chúng ta cho cái phần bò này vào nha. Bây giờ cho cái miếng tỏi vừa nãy chúng ta đã cắt đôi ra vào trong luôn. Và bây giờ chúng ta phải đếm cái thời gian này, 10 giây mỗi mặt trở. 10 giây mỗi mặt thôi hả? Cái thời gian đầu khi mà ướp chảo á là mình phải đếm liền. Khi chúng ta áp chảo được hai mặt xăng như này á thì chúng ta trở mặt lại áp chảo từ từ vừa lửa. Khi mà hai mặt này xăng nữa đúng không?
cái khúc này là cái phần thịt nó đang cần nước. À. Thì chúng ta phải cho thêm phần bơ của chúng ta vào. À. Và xối đều lên cái phần thịt. Cho cái phần thịt mình nó thơm hơn, nó mềm hơn và có độ ẩm hơn. Cái kỹ thuật này các bộ khó à. Bắt đầu rối rồi đó. Là 10 giây mỗi mặt nè, để cho khỏi tỉa tứa cái máu ở trong ra đúng không? Đúng rồi. Sau đó là mình sẽ bắt đầu mình bỏ thêm bơ vô. Xong rồi mình sẽ bắt đầu mình lấy bơ mình xối đều lên trên hai cái miếng thịt bò. Mình canh thời gian như thế nào cho nó chắc ăn? Mình sẽ sử dụng cái nhiệt độ là hợp lý nhất. Tại vì thời gian là tùy thuộc vào độ dày của miếng thịt. Nếu mà mình canh cái nhiệt độ của miếng thịt á, khi mình cắm vào cái nhiệt độ á, thì nó tầm 58 đến 60 độ là chín vừa. Còn nếu mà thời gian mình có ước chừng được không vậy? Ước chừng thì giống như hai miếng thịt này dày khoảng 1 cm rưỡi á, thì chỉ cần khoảng 2 phút là hoàn toàn xong. 2 phút. Và trong 2 phút đó sẽ phải đảo liên tục. Dạ, cứ 10 giây đảo liên tục. Và khi gần cuối ra khúc xong này nè, sẽ có một cái phần bơ chảy xuống. Thì khi chúng ta lấy cái chảo ra khỏi bếp, chúng ta nên rửa cái phần bơ này lên miếng thịt. Lấy miếng thịt ra khỏi chảo liền, đừng có để miếng thịt trong cái phần chảo. Bây giờ chúng ta sẽ từng dùng cái chảo mà hồi nãy chúng ta vừa hấp chảo bò á. Là chúng ta sẽ đổ rượu vào, nấu một thời gian cho nó bốc hơi, bốc với cái cồn này đi. Nhưng mà nếu mà làm cho bé ăn á, thì cái sốt rượu này nó có thích hợp không? Khi mình bắt chảo nóng lên á, cái hơi của cái rượu bốc lên á, là khi đó chúng ta sẽ lấy bực lửa, chúng ta đốt cho nó cái phần lửa trên cái chảo này cháy. Để cho nó đốt hết phần cồn trong rượu, nó chỉ còn là chất chua và chát của cái phần rượu. Là lúc đó cái sốt rượu chúng ta sẽ ngon. Khi mà chúng ta thấy cái nước nó sôi lên, cái hơi nước bốc lên như thế này, là khi đó cái phần cồn lên đấy, chúng ta bật lửa vào để nó cháy lên. Và cẩn thận nhé, chúng ta tiếp tục như vậy 2-3 lần là nó sẽ hết. À, nó cháy nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Chúng ta sẽ nấu cho nó sệt lại, còn lại 1/5 của cái phần nước ban đầu chúng ta đổ vào thôi. Rồi chúng ta mới tắt bếp và chúng ta đánh thêm phần bơ và nêm gia vị vào. Nhưng mà lúc này nó bay hết mùi rượu rồi nha, chúng ta cần phải tăng thêm cái phần thơm của phần sốt này á, là cho lá thyme còn lại vào. Cái phần sốt này muốn cho nó đủ ngọt á thì phải bỏ bàn tay vào, nhưng mà phải cho lúc mà gần cạn nha, nó còn ít thôi, chứ đừng có cho lúc mà nó đang nhiều nước nó thấm cái mùi cồn vào trong cái hành tây này. Cái nguyên tắc của ẩm thực Pháp là khi mà sốt là phải sánh mịn, không có hột lẫn cần trong đó. Chúng ta lấy cái nước cốt này rồi chúng ta đặt lên nấu lại tiếp, xong nó mới cho bơ vào nấu cùng mới ra một cái nước sốt sệt sánh. Các món ăn của Pháp á thì người ta không có sử dụng nhiều gia vị trong đó, chỉ có muối thôi và bơ. Thì người ta muốn để đẩy mạnh cái giá trị của nguyên liệu chính. Và người ta muốn lấy những cái chất ngọt từ các loại rau củ để làm cái phần sốt. Rồi chúng ta khi mà ép cái đường nước xong rồi, chúng ta bỏ vào lại cái chảo. Bật bếp lên lại. Khi mà nước nó còn lại như này, chúng ta nên cho bơ vào. Đó, khi chúng ta thấy cái sốt mà nó chảy nhè xuống này, máng máng này nè. Nó không chảy ào xuống như nước. Và nó không có quá đặc. Nó mới gọi là sốt. Và sốt này mới gọi là linh hồn của món ăn của Pháp. Và bây giờ chúng ta cho một ít muối vào trong này. Bây giờ chúng ta sẽ xào cái rau này thôi. Cho chị hỏi chút là thay vì mình sử dụng cái rau bó xôi này thì mình có thể dùng rau khác không? Tùy theo sở thích của mỗi người, mỗi gia đình. Có thể là thêm măng tây, cà rốt hay gì đó. Nói chung là rau củ không bắt buộc. Mình cũng xào bằng bơ luôn, chứ không có xài dầu. Món này hoàn toàn xài bằng bơ hết. Tất cả đều phải bằng bơ. Chúng ta sẽ cho một ít muối vào rau này để cho nó có một chút vị. Rau mình xào á, đến khi nó những cái cục này nè, nó mình bẻ xuống nó không bị ra nước nữa là được. Rồi, rau nó xong. Là rau ăn kèm. Còn cái phần nguyên liệu chính này thì chúng ta phải cho bỏ lên chảo, chúng ta cho một ít bơ, ít muối vào cho nó vừa vị và chúng ta đánh trên chảo để kết dính lại. Trong cái ẩm thực Pháp có hai trường phái. Một, fine dining, hai là classic. Classic thì kiểu ăn gia đình 4 người, 6 người. Nhưng mà fine dining thì là ẩm thực dành cho một người ăn trên một cái dạng. Và nó đòi hỏi rất là chi tiết về món ăn, rất là đẹp, tinh tế, màu sắc nó phải hài hòa. Nó phải đủ màu. Vậy là ngày hôm nay là mình theo trường phái gì? Fine dining, dành cho một người ăn trên một cái dĩa ăn. Rồi. Bò mình cắt ra. Đây, chúng ta sẽ dở miếng thịt lên. Đúng rồi, còn hồng hay quá. Đó, cái miếng thịt nó phải hồng nhưng không có một cái đường rạch nào mà đỏ hết á. Rồi, món ăn của chúng ta là xong. Mời hai người thưởng thức. Và thường là người Pháp thưởng thức món ăn á,
thì nó sẽ có một ly rượu vang. Trong khi cắt á, thì người ta thường cầm tay phải là cầm dao, tay trái cầm nĩa. Mà người ta cắt không tạo tiếng đùng quá lớn, tức là nó để xuống nhẹ nhàng, cứa nhẹ thôi. Mà ta ăn với sốt thì đó là cách ăn. Và sau đó khi mình ăn miếng thịt xong á, người ta sẽ ăn những cái nguyên liệu kèm, giống như tinh bột trước, xong rồi người ta mới ăn cái phần rau và một số cái gì đó đồ chua ở sau, giống như cà chua, thì nó sẽ thanh vị lại. Rồi sau đó người ta mới ăn lại miếng thịt tiếp tục và uống một miếng rượu. Không phải là cách làm, cách trang trí không, mà cách ăn cũng thể hiện cái sự tinh tế của người Pháp nữa. Mình cắt miếng bò xong mình ăn thử trước thì mình thấy cái vị nó đậm đà, nó khác. Sau đó mình cắt miếng thứ hai, mình chấm vô nước sốt thì nó có một cái vị nó đậm đà hơn. Để có cái vị chát của cái rượu, nó làm cho mình ăn rất là ngon miệng. Phía bên ngoài thì mình áp chảo cho nên là cái phần bên ngoài á, ăn nó vừa. Còn ở phía bên trong á, khi mà Khánh Ly cắn sâu vào thì thấy là rất là mềm và rất là ngon. Và đặc biệt là vẫn còn giữ được vị ngọt của cái phần bò. Nãy giờ mình ăn và mình đang tưởng tượng, đang nhớ lại cái thời điểm mà mình đi du lịch với ông xã mình sang Paris á. Ông xã mình đưa mình vô một cái nhà hàng Pháp thì ăn cái món bò này nè. Ảnh rất là thích cái món này. Ảnh nói là ước gì mà về Việt Nam anh vẫn còn được ăn món này. Mà lúc đó bên đó ăn rất là, nó tạo cho mình một cái không gian ăn rất là lãng mạn. Chị cảm ơn Dần đã hướng dẫn cho chị một cái bữa làm bò bistec rất là thú vị. Chị chắc chắn sẽ về làm cho ông xã chị thưởng thức. Là qua cách hướng dẫn cùng với lại những mèo nhỏ đã được chia sẻ từ đầu bếp thì quý vị khán giả chúng ta sẽ tự tin làm món bò bít tết đậm chất Tây ngay tại nhà của mình. Còn bây giờ thì Khánh Ly xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những món ngon kỳ sau.